Tiếp tục đồng hành trong chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, Nguyễn Hiếu và Ý Ngọc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nhiều thông tin nóng mới vừa được cập nhật. Ngày mới tràn đầy năng lượng và gặp nhiều thuận lợi trong công việc là lời chúc mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trước khi đến với phần điểm qua một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Chính thức điều chỉnh giờ vào học của học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh đã xuất viện. Camera 24 giờ, đừng chủ quan khi lùi xe. Bắt nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng. Thu nhập khá nhờ thuần hóa cá thần. Nông dân Sa Đéc thử sức với nhiều giống hoa kỹ thuật trồng mới. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, toàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 1,7 triệu học sinh ở các cấp học. Nhằm đảm bảo thời gian tổ chức đi học cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục vào đầu năm học tới, thì chiều qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chính thức có văn bản điều chỉnh giờ vào học của học sinh tất cả các cấp trên toàn địa bàn. Cụ thể, rà soát điều chỉnh giờ bắt đầu tiết học đầu tiên ở bậc học mầm non và tiểu học không trước 7 giờ 30 phút, bậc trung học cơ sở không trước 7 giờ 15 phút, bậc trung học phổ thông không trước 7 giờ. Đồng thời, nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp lệch ca, lệch giờ học đối với các khối lớp, bậc học trong nhà trường. Đồng thời, bố trí số tiết học trong một buổi học, số buổi học trong một tuần cho trẻ em học sinh tại đơn vị theo khung giờ trên, nhưng phải đảm bảo số tiết học, chương trình học đầy đủ theo quy định, bảo đảm sức khỏe cho trẻ em học sinh và người lao động tại đơn vị. Việc bố trí các khung giờ phải đảm bảo giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm. Nhưng và đó là trên lĩnh vực giáo dục, còn trên lĩnh vực y tế cũng vừa ghi nhận một thông tin đáng chú ý là hôm qua, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết là nữ bệnh nhân 38 tuổi mắc bệnh đậu mùa khỉ thứ hai tại Việt Nam đã được xuất viện sau 2 tuần điều trị và cách ly tại bệnh viện. Nữ bệnh nhân cho biết từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10, chị đi làm tại Dubai. Trước khi khởi bệnh 10 ngày, bệnh nhân có tiếp xúc gần với người có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ngay sau khi về đến Việt Nam, bệnh nhân được đưa vào cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ. Sau thời gian điều trị và cách ly tại bệnh viện, bệnh nhân hết sốt, tổng trạng tốt, tinh thần thoải mái, các tổn thương đã lành hoàn toàn. Vết sẹo tổn thương ngày 31 tháng 10 làm PCR đậu mùa khỉ đã âm tính, bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện. Bên cạnh việc chủ động phòng ngừa các dịch bệnh thì cẩn trọng trước các mối nguy do côn trùng cắn đốt cũng là điều mà người dân chúng ta nên lưu ý, nhất là với trẻ nhỏ. Ngày hôm qua, thông tin từ Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi bị ông mặt quỷ đốt. Trên đường đi học về, em M, 12 tuổi, bị ông đốt nhiều vết vào cổ và đầu. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng da toàn thân mẩn đỏ, giả mồ hôi, da lạnh, môi tím tái, gọi hỏi đáp phản ứng chậm. Sau đó, bệnh nhân được dùng thuốc vận mạch, chống sốc để qua cơn nguy kịch. Theo các bác sĩ, nọc của ông mặt quỷ rất độc và nguy hiểm. Khi bị ông đốt có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, giỡn hồng cầu, rối loạn đông máu, tổn thương thận nặng. Vì vậy, người nhà nên đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, xe ô tô, xe tải là những phương tiện có kích thước lớn. Vì thế, mỗi khi lùi xe, tài xế cần phải quan sát kỹ và có những tính toán chuẩn xác thì mới có thể lùi xe an toàn được.
Không ít trường hợp vì chủ quan mà nhiều người đã lùi xe không đúng cách, gây ra thiệt hại tài sản cũng như để lại hậu quả nghiêm trọng cho người đi đường và các phương tiện khác. Những clip trong camera ngày hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này. Đoạn clip được camera an ninh ghi lại tại một kho hàng cho thấy, lúc này xe tải đang di chuyển ra ngoài để lùi lại cho nhân viên chất hàng lên thùng xe. Thế nhưng cú lùi xe thiếu quan sát đã khiến xe va mạnh vào cổng rào, làm đầu xe bị bung ra. Có lẽ tài xế trong tình huống này đã quá quen với không gian của xưởng mà chủ quan trong việc lùi xe để dẫn đến sự cố không đáng có. Vì thế, sự cẩn trọng là điều vô cùng cần thiết để tránh hư hỏng tài sản, xe cộ chỉ vì lùi xe thiếu quan sát. Vụ việc xảy ra tại đường Trường Thi, tỉnh Thanh Hóa được camera an ninh ghi lại. Theo đó, một ô tô màu trắng đang di chuyển trên đường, chỉ dừng lại và lùi xe để tìm chỗ đậu. Lúc này có một xe máy cũng đang di chuyển vào lề. Thời điểm đó, khoảng cách giữa hai xe cũng xa, không quá nguy hiểm. Nhưng về phía sau, chiếc ô tô đã mất kiểm soát và lùi rất nhanh, lao thẳng vào xe máy, chèn lên hai người phụ nữ và một trẻ em trên xe. Sau đó chưa dừng lại, đuôi xe ô tô này còn thẳng lên capo của chiếc ô tô khác đang ở phía sau mới chịu dừng lại. Cú lùi khiến ba người trên xe máy bị thương nặng. Hình ảnh từ camera cho thấy thời điểm này quán phở không có khách mà chỉ có chủ quán đang dọn dẹp, nghe tiếng động lớn bên ngoài và khi thấy xe ô tô đang chạy lùi với tốc độ cao hướng vào quán mình, người đàn ông vội vàng né sang một bên. Ngay sau đó, xe ô tô lao thẳng vào quán, sang bằng bàn ghế tại đây và chỉ dừng lại khi đâm vào tường. Hậu quả sau vụ tai nạn là người đàn ông trong quán phở bị gãy xương vai, xe ô tô và các vật dụng trong quán bị hư hỏng nặng. Vụ việc xảy ra tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội được camera hành trình ghi lại. Chiếc ô tô màu đỏ đi lùi khá nhanh, dù xe ô tô phía sau đã liên tục bấm còi cảnh báo. Cú lùi mạnh khiến chiếc xe phía sau bị hư hỏng nhiều bộ phận. Theo đoạn video từ camera hành trình, trong lúc dừng chờ đèn đỏ có khá nhiều phương tiện. Chiếc ô tô màu đen đã bất ngờ trôi lùi về phía sau, tông thẳng vào đầu xe có gắn camera hành trình với lực khá mạnh. Hậu quả sau va chạm, chiếc xe có gắn camera hành trình bị hỏng cản trước và bẹp nắp capo. Tình huống vừa rồi chúng ta có thể thấy luôn có nhiều tình huống bất ngờ có thể xảy ra khi lùi xe. Do đó luôn quan sát cẩn thận là cách để người điều khiển phương tiện hạn chế thấp nhất những rủi ro sự cố ngoài ý muốn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay và liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo. Bắt nữ chủ hội lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng. Thu nhập khá nhờ thuần hóa cá thần. Nông dân Sa Đéc thử sức với nhiều giống hoa kỹ thuật trồng mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Các vụ dở hội vẫn tiếp diễn khiến cho nhiều người tham gia chơi hội bị thiệt hại số tiền không nhỏ. Tại Bạc Liêu, công an tỉnh này cho biết vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Thị Kim Lợi, sinh năm 1984, ngụ tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các hụi viên. Từ năm 2016, ông Thị Kim Lợi đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi người dân sinh sống tại địa phương và thành phố Bạc Liêu tham gia chơi hụi. Trong quá trình làm chủ hụi, do mất cân đối chung chi tiền hụi, nên Lợi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Lợi tiếp tục mở các dây hụi mới, rồi dùng tên khống, mạo danh tên của các hụi viên để hốt hụi, bán hụi, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đã phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có hàng hóa mang nhãn mác nước ngoài. Cụ thể, tại khu vực đường Lý Thế Tổ thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 65C04445 do Trần Quy Hải, sinh năm 1976, trú tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phương tiện, qua đó phát hiện 1.311 sản phẩm mỹ phẩm các loại, một số có nhãn mác nước ngoài và không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Cũng trong chiều qua, đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã dẫn dải tàu cá TG93738TS về đến Vũng Tàu để điều tra làm rõ việc tàu này chở khoảng 65.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Trước đó, tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 41 hải lý về phía Đông Bắc, đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tàu vỏ gỗ này có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng tàu để kiểm tra. Tàu có hệ thống máy bơm, đường ống như một tàu chở dầu. Trên tàu có 3 thuyền viên do ông Lê Minh Trung, ngụ tại tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Trung, thì tàu đang vận chuyển khoảng 65.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, ông không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Ghi nhận về hoạt động sản xuất của người dân tại một số địa phương. Thưa quý vị, cá dầm xanh hay còn gọi là cá thần trước đây chỉ sinh sống được trên dòng sông Mã. Tuy nhiên, người dân ở xã Dạng Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình sau đó đã tìm cách nuôi thành công loài cá này trong ao, mang về thu nhập khá. Và cụ thể, người dân ở đây đã thuần hóa loài cá quý hiếm này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Gia đình chị Hà Thị Lan ở xã Dạng Mai, huyện Lai Châu, tỉnh Hòa Bình là một trong những hộ nuôi cá dầm xanh nhiều nhất và là địa chỉ cung cấp giống cá uy tín ở địa phương. Theo chị Lan, trước đây loài cá này xuất hiện ở suối Xia và được người dân đánh bắt về nuôi trong ao. Từ đó đến nay, nghề nuôi cá dầm xanh đã bắt đầu xuất hiện ở xã Giàng Mai và được duy trì phát triển. Chị tí lúc còn nhỏ thì hồi chị cho ăn, hồi chị nghiền bột nhá, nghiền bột ngô này, bột sắn này, về hồi chị đun lên, nấu lên, xong quấy như kiểu bột trẻ con ấy. Rồi lại thả xuống ao cho nó ăn thôi. Thì cá bé, còn khi nào mà nó lớn lên một chút, độ khoảng độ 1 năm. Cá này dòng nó rất là chậm lớn. Nó cái là thịt nó chất lượng thôi. Rồi chị sẽ băm cái cỏ ấy. Rồi cho nó tập ăn cỏ dần, rồi lớn lên là thế là thả lá chuối rồi các kiểu cỏ gì nó cũng ăn. Cái dòng cá này rất là dễ nuôi đấy. Giá trị kinh tế rất là cao. Bây giờ hiện tại ở ao nhà chị ấy là các khách ở Hà Nội lên mua là hồi chị cứ bán 250 rồi, mà hồi chị lọc ra từng size luôn. 250 một cân à? 250 một cân trung bình. Còn hồi chị cứ ba cân thì chị bán 300 một cân. Cá dầm xanh quen sống trong môi trường tự nhiên nên không thể nuôi trong ao tù. Cá ăn thức ăn có sẵn ở địa phương như các loại cỏ, lá chuối, lá khoai mì nên rất dễ nuôi, lại ít bệnh. Cá dầm xanh nuôi càng lâu, trọng lượng càng lớn thì giá trị kinh tế càng cao. Hiện nay, thương lái mua cá tại ao với giá 250.000 đồng 1 kg đối với cá loại từ 1 đến 2,5 kg, 300.000 đồng 1 kg đối với loại từ 3 kg trở lên. Theo ông Cà Giang Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giàng Mai, cá dầm xanh được nuôi nhiều ở các xóm nghè lỏng của xã với diện tích ao nuôi hơn 6 hectare. Trong khoảng vài năm trở lại đây, nghề nuôi cá dầm xanh trên địa bàn giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập. Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các cơ quan của huyện Mai Châu tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện gia vốn để hỗ trợ người dân mở rộng diện tích nuôi, qua đó góp phần đưa mô hình nuôi cá dầm xanh thành sản phẩm chủ lực của địa phương. Và qua mô hình chăn nuôi vừa rồi thì có thể thấy là người nông dân của chúng ta rất là sáng tạo, đúng không ạ? Và việc không ngừng mài mò sáng tạo cũng chính là cách giúp cho nhiều nông dân thành công khi tìm ra được những mô hình, phương pháp canh tác nuôi trồng mới. Nhân vật cụ thể như tại Đồng Tháp, thời điểm này, nông dân làng hoa Sa Đéc đang tất bật chăm sóc các vườn hoa để phục vụ thị trường Tết Quý Mão 2023. Và năm nay, ngoài các giống hoa truyền thống thì nhiều nông dân ở đây cũng đã mạnh dạn thử sức với các giống hoa mới lạ để đa dạng thêm sản phẩm cung ứng cho khách hàng. Và trong đó cũng có nhiều loại hoa người trồng phải thực hiện trông đèn cho cây. Anh Nguyễn Thanh Châu, ngụ khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, vụ hoa Tết này anh trồng khoảng 5.000 giỏ hoa cúc quả mi và cúc pico. Đây là hai giống hoa vốn khó trồng và đòi hỏi kỹ thuật cao. Ngoài việc chuẩn bị giàn cao, cây giống và nguyên vật liệu, thì khi trồng hai loại hoa này, anh Châu còn phải chuẩn bị thêm giàn bóng đèn LED để cung cấp ánh sáng cho cây. Theo anh Châu, việc cung cấp ánh sáng xuyên đêm nhằm giúp các cây hoa liên tục nhận năng lượng và quang hợp để lớn lên, kích thích cây tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối và điều chỉnh để cây ra hoa theo ý muốn của mình. Nếu không bắt đèn vào ban đêm, cây sẽ cho hoa sớm, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoa Tết. Việc trông đèn chỉ ngừng thực hiện khi cây bước vào giai đoạn xử lý cho ra hoa. Anh Châu cũng cho biết thêm, do tốn công và đầu tư thêm chi phí lắp bóng đèn cộng với tiền điện,
cho nên hiện tại ít người trồng các giống hoa này. Cũng nhờ đó mà giá bán hoa cũng khá cao, người trồng có thu nhập ổn định. Thưa quý vị, vườn quốc gia Gióc Đôn thuộc địa bàn hai tỉnh là Đắk Nông và Đắk Lắk với diện tích hơn 115.000 hecta, được biết đến là khu rừng nguyên sinh lớn nhất nước ta. Và đây cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp với hàng ngàn loài động vật quý hiếm, do vậy đã trở thành một điểm đến lý thú để các nhà khoa học đến khám phá và cũng có rất nhiều khách du lịch cũng như người yêu thiên nhiên đến trải nghiệm. Vườn quốc gia Gióc Đôn thường xuyên chào đón nhiều khách tham quan, đa phần đều là các bạn trẻ đến từ nhiều địa phương khác nhau. Họ đến để tìm hiểu về hệ sinh thái rừng khộp nơi này. Không khí rất là mát mẻ và cái hoạt động đầu tiên chúng ta sẽ đi bộ trải nghiệm và chúng ta sẽ đến gặp với những các chú voi. Nhưng không dễ để tìm gặp những chú voi trong khu rừng hàng trăm hecta này. Do vậy, trong quá trình di chuyển, du khách sẽ được vừa tham quan, vừa được tham gia trải nghiệm giải mã rừng khộp. Nghĩa là phải tìm được tất cả những sinh vật có trong mật thư được giao. Mỗi đáp án đúng được tìm thấy, du khách sẽ biết tên, hình dáng thật và công dụng của các loài cây. Một số loại thực vật có thể ăn, nếm thử và tất nhiên sẽ được hướng dẫn. Từ đó giúp khách tham quan càng hiểu hơn về sự đa dạng sinh học của Gióc Đôn. Em đã biết được rất là nhiều loại động vật cũng như là các thực vật quý hiếm. Và sau buổi hôm nay thì có lẽ là một hành trình không thể nào quên đối với em. Di chuyển và trải nghiệm khoảng 3 tiếng, cuối cùng các bạn trẻ cũng được gặp những chú voi thân thiện. Mặc dù được tự do đi lại, nhưng mọi chú voi luôn có nài voi đi cùng. Những kiến thức liên quan đến loài voi là những gì du khách sẽ biết khi đến đây. Và tất nhiên không thể thiếu những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong khoảng cách an toàn theo quy định. Khám phá ra rất là nhiều thứ, đặc biệt là liên quan đến loài voi. Tôi nghĩ bảo vệ rừng thì mọi người phải hiểu về nó và nên hôm nay tôi tham gia hành trình tìm hiểu về chúng. Hiểu về động vật, hiểu về rừng để thêm yêu rừng, từ đó sẽ có ý thức bảo vệ rừng hơn. Đó là giá trị lớn nhất mà những bạn trẻ nhận được từ chuyến trải nghiệm như thế này. Bây giờ là thời gian dành cho một điểm báo. Thành Đô sẽ gặp lại chúng ta với những thông tin đáng quan tâm đăng trên các báo phát hành sáng nay. Xin được mời Thành Đô. Hà Dân xin được cảm ơn anh Nguyễn Hiếu và chị Yến Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ mở đầu với thông tin trên báo Tuổi Trẻ với bài viết nổi bật trên trang nhất: đột phá bỏ khung giá đất. Ngày 1 tháng 11, Chính phủ lần đầu trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật đất đai năm 2013, trong đó có nội dung bỏ khung giá đất. Dự thảo luật sửa đổi đề ra mục tiêu bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất, thẩm định giá đất, bổ sung hoàn thiện các quy định đảm bảo công khai minh bạch giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt và xử lý nghiêm các vi phạm. Điều đại biểu và nhiều chuyên gia quan tâm là làm sao để định giá đất sát giá thị trường. Theo ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, cần xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm, nhà nước cần hướng xác định giá trị và bảng giá đất phải phản ánh kịp thời giá trị đất đai. Khi có yếu tố làm thay đổi giá trị như quy hoạch đất đai, thay đổi mục đích sử dụng, dùng phát triển thì bảng giá phải thay đổi theo. Khi đã bỏ khung giá đất, việc định giá đền bù khi thu hồi đất cũng phải theo giá của thị trường. Trong một thời sự và suy nghĩ, báo Tuổi Trẻ có bài viết cần chấm dứt cảnh cha chung không ai khóc. Tác giả đặt ra vấn đề, dù các bộ ngành đã lên tiếng mổ xẻ những nguyên nhân bất cập để tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng cục bộ, nhưng câu chuyện ứng xử trong quản lý mặt hàng này cho thấy đã đến lúc cần có một cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tác giả bài báo phân tích, mỗi bộ đều có quan điểm riêng, nhưng người dân cần hơn hết là trách nhiệm và tiếng nói chung để đưa ra giải pháp chấm dứt tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ. Đúng như lời của đại biểu Tạ Thị Yên, phó ban công tác đại biểu, khi nói rằng cách can thiệp tốt nhất của nhà nước đối với thị trường xăng dầu lúc này không chỉ là chính sách tài khóa thông qua thuế phí, mà cần phải làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Ngoài ra, trên báo Tuổi Trẻ phát hành sáng nay còn có nhiều bài viết đáng chú ý, như là Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc, miệt mài lo bữa no mái ấm cho người khác, viết về chị Trương Thị Tuyết ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, lặn lội lên tận vùng miền núi huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My để mang quà đến người dân nghèo và trẻ em. Hay là bài trùm thiết bị y tế khiến cho 5 giám đốc sở bị bắt.
Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc trên báo Tuổi Trẻ phát hành vào sáng nay. Xin được chuyển sang thông tin trên báo Thanh Niên. Tờ báo này số phát hành sáng nay có những bài viết đáng chú ý trên trang nhất: tăng tốc khách quốc tế đến Việt Nam. Tác giả của bài báo này cho biết phố Tây Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nêm kín khách ngoại quốc. Những khách sạn thì full booking từ nước ngoài. Từ đó cho thấy là thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đã bắt đầu khởi sắc. Trong 10 tháng năm 2022, ước tính Việt Nam đón hơn 2,3 triệu lượt khách quốc tế. Riêng trong tháng 10, khách quốc tế đến nước ta đạt 484.400 lượt, tăng 12,1% so với tháng trước và gấp 45,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tín hiệu khả quan của lượng khách quốc tế là nhờ việc Việt Nam đã mở cửa du lịch hoàn toàn, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại trong 10 tháng qua. Báo Thanh Niên sáng nay còn có bài viết đáng chú ý: chật vật vì lãi vay tăng chóng mặt. Tác giả cho biết hợp đồng vay mới vay cũ đều tăng mạnh, khiến cho doanh nghiệp đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Đáng lo ngại là cuộc đua lãi suất huy động vẫn tiếp diễn, nên lãi suất đầu ra cũng chưa đứng lại. Lãi suất cho vay tăng lên 13-15% là điều đã được dự báo, khi lãi suất huy động tiền gửi hiện nay đã xuất hiện mức từ 10-11% một năm. Đáng nói là mức lãi suất huy động mới này cũng được tính toán cho các hợp đồng vay cũ. Theo ông Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng cho rằng lãi suất vay lên 15% một năm đối với mục đích vay vốn lưu động ngắn hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì khách hàng có thể chịu đựng được vì chấp nhận giảm lãi. Còn đối với những hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này thì mức lãi suất này có thể nói là rất chua. Trong mục Chào ngày mới, báo Thanh Niên có bài viết học sinh sẽ được giết thật. Tác giả bài viết nêu là trong giới học sinh có một câu nói thể hiện rất rõ thực trạng dạy và học văn lâu nay: đề yêu cầu phát biểu cảm xúc suy nghĩ của anh chị, nhưng viết thì theo ý của thầy cô thì mới được điểm. Trong bài viết, tác giả nêu thực trạng giảng dạy môn văn hiện nay, đồng thời trích dẫn công văn và quan điểm chỉ đạo nhất quán của người đứng đầu ngành giáo dục: cần loại bỏ xúc động theo mẫu, tưởng tượng theo khuôn và tình cảm theo quy định. Chính điều này đã có tác động ảnh hưởng rất lớn đến từng thầy cô các nhà trường. Tác giả nhận định sự thay đổi này hết sức cần thiết để từng bước triệt tiêu dạy học văn theo văn mẫu, giúp cho học sinh đến với môn văn bằng sự yêu thích khi được cảm nhận bằng cảm xúc của riêng mình. Giáo viên cũng được dạy bằng cả đam mê. Thưa quý vị, trên báo Tuổi Trẻ phát hành sáng nay còn có nhiều bài viết đáng chú ý, như là tuyển nữ Việt Nam được đầu tư khủng cho World Cup 2023. Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023, những điểm mới cần lưu ý: doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, hay là bài nản lòng với 3 dự án siêu treo tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.